Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bơi lội là môn thể thao hoạt động tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và phát triển chiều cao. Bơi lội ai cũng có thể tham gia. Dưới đây là những lợi ích mà môn thể thao này đem lại cho sức khỏe của bạn. Thông tin được đăng tải trên trang tin tức 24h và trang sức khỏe và đời sống. Lợi ích của bơi lội tới sức khỏe Bơi lội là hoạt động thể thao tốt cho sức khỏe, không chỉ giúp rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn có thể phòng ngừa, hỗ trợ điều trị một số bệnh về xương khớp, tim mạch, huyết áp. Thư giãn giảm căng thẳng. Khi bơi, cơ thể sẽ được làn nước mát xa tốt nhất, giúp thư giãn tâm trí, tạo ra cảm giác tích cực và thư thái, làm quên đi những áp lực và căng thẳng của cuộc sống. Duy trì vóc dáng cân đối. Đây là loại vận động từ đầu đến chân. Lực tác động của nước đối với cơ thể sẽ làm tăng tiêu hao mỡ, thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp của chân, tay, bụng, đùi, lưng, giúp cơ thể săn chắc cân đối. Tốt cho xương khớp, so với các hình thức tập luyện khác, bơi lội có ưu thế rõ rệt là trạng thái nổi trong môi trường nước, giúp bạn giảm tối đa nguy cơ va đập mạnh, do đó tránh được các chấn thương. Sự không trọng lượng của nước giúp giảm áp lực vào các khớp, giúp loại bỏ khả năng bị đau lưng, gối và các nhóm cơ khi tham gia các hoạt động mạnh khác. bơi lội kỹ năng cần thiết cho trẻ bơi lội là một trong những kỹ năng cần thiết nhất trong cuộc sống mà các bậc phụ huynh nên trang bị cho con mình càng sớm càng tốt nhất là vào những dịp nghỉ hè nạn đuối nước luôn là nỗi lo thường trực cho trẻ đi học bơi không những giúp trẻ có điều kiện rèn luyện nâng cao sức khỏe mà còn tạo ra cho trẻ một môi trường vui chơi lành mạnh an toàn và bổ ích nếu bạn cho con em mình tham gia bơi lội sớm sẽ giúp trẻ có điều kiện rèn luyện sức khỏe và từ đó trở nên linh hoạt hơn giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và tăng động Bơi là kỹ năng đầu tiên trong bảng xếp hạng 31 kỹ năng cần thiết ở trẻ nhỏ. Tiếp đến mới là những kỹ năng như kỹ năng đi xe đạp, kỹ năng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, kỹ năng ăn uống đúng cách và kỹ năng giữ vệ sinh cá nhân. Nên cho trẻ học bơi từ mấy tuổi? Bơi là môn thể thao thích hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm giảng dạy của hầu hết huấn luyện viên bơi lội, độ tuổi thích hợp nhất để học bơi là từ 6 tuổi. Vì lúc này trẻ cơ bản đã tiếp thu được các bài tập và thực hiện nghiêm túc các động tác bài tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Riêng đối với trẻ nhát hoặc sợ nước thì đòi hỏi người lớn cần kiên nhẫn hơn, cha mẹ và huấn luyện viên cần dành cho bé nhiều thời gian để dẫn dụ, không nên ép trẻ thực hiện các bài tập như trong sách giáo khoa trong một sớm một chiều được. Đầu tiên phải cho các bé tự do vui chơi ở các hồ cạn để làm quen với nước và làm quen với huấn luyện viên. Khi trẻ đã cảm thấy thích nước thì mới cho bé từ từ bước vào thực hiện các bài tập bơi của huấn luyện viên. Bơi lội môn thể thao tuyệt vời cho thai phụ. Mặc dù chỉ tác động nhẹ nhàng nhưng bơi rất có lợi cho hệ tim mạch và khiến phụ nữ mang thai có được cảm giác không trọng lượng khi mà cơ thể đang dần tăng cân. Đặc biệt nguy cơ bị chấn thương đối với các mẹ bầu khi bơi là rất thấp so với các môn thể thao khác. Hoạt động này còn giúp bà bầu đốt cháy calo Cảm thấy đỡ nặng nhọc, ngủ sâu hơn và dễ thích nghi hơn với những thay đổi về tâm sinh lý trong thai kỳ. Nếu bạn đã thường xuyên đi bơi trước khi mang thai thì trong thai kỳ bạn vẫn có thể tiếp tục mà không cần phải thay đổi nhiều. Ngược lại, nếu đây không phải là thói quen của bạn thì bạn nên thử nghiệm nó bởi nó sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể người mẹ và thai nhi. Với điều kiện bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn trước. Lưu ý, mẹ bầu nên bắt đầu một cách thật chậm rãi cử động một cách thoải mái từ từ trong quá trình khởi động và kết thúc và luôn nhớ rằng không được làm quá sức mình. Bơi lội và những điều nên tránh. Bơi lội tốt hay xấu không tùy thuộc vào số lượng mà do chất lượng. Đừng quên nguyên tắc 30 phút bơi cần 10 phút nghỉ và không nên nhiều hơn 60 phút mỗi ngày. Bơi lội buổi sáng sớm khi bụng đói là sai lầm nghiêm trọng. Vì khác biệt nhiệt độ khi xuống nước, cơ thể khi đó phải huy động nguồn năng lượng dự trữ. Cơ thể vì thế dễ bị tụt đường huyết và hạ canxi, nhất là ở người huyết áp thấp. Tất nhiên, ngược lại không được ăn quá no trước khi bơi lội, nhất là đối tượng đã được phát hiện bệnh dạ dày dưới dạng hội chứng trào ngược. Không nên làm nóng lâu hơn 10 phút trước khi nhảy xuống nước. Bơi lội đúng là biện pháp giải độc cho cơ thể, nhưng hoàn toàn bất lợi khi đang cảm cúm vì dễ dẫn đến bội nhiễm đường hô hấp. Người đang sốt không được xuống hồ bơi. Quý vị và các bạn thân mến, giá trị tin tưởng từ quả mận sẽ là thông tin chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.